Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến người dân về thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, gọi tắt là đường kết nối di sản. Dự án đường kết nối di sản do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng chiều dài 55,68 km đi qua 32 xã thuộc các huyện Văn Giang, Quái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 9.275 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2027. Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, Ban dân vận tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện dự án trong toàn hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở, gắn với các phong trào thi đua dân vận khéo, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân, tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các hộ gia đình trong diện thu hồi đất. Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Sáng nay, ngày 3 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tổ chức hội nghị tập huấn luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, nghị định của Chính phủ quy định một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến luật phòng chống bạo lực năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Hội nghị cũng đã tập huấn quy trình triển khai thi hành luật phối hợp hỗ trợ can thiệp xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi thảo luận những khó khăn vướng mắc kinh nghiệm thực tiễn cho công tác phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, từ đó góp phần trang bị những kiến thức cơ bản về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng thu thập thông tin, quy trình hỗ trợ can thiệp xử lý và áp dụng các quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Sáng nay, mùng 3 tháng 4, tức ngày 25 tháng 2 năm Giáp Thìn, chùa Bảo Khánh thuộc làng An Châu, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi tổ đường và điện mẫu. Đây là công trình được xây dựng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa của nhân dân trong làng, con em xa quê và quý khách thập phương. Sự lễ khánh thành có Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đại biểu Hội Phật giáo tỉnh Hải Dương cùng đông đảo các tăng ni Phật tử trong tỉnh. Chùa Bảo Khánh, làng An Châu là ngôi chùa cổ được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 17. Do thời gian xây dựng quá lâu, đặc biệt là sự xâm hại của thiên nhiên nên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Tới năm 2020, Đại Đức trụ trì chùa Bảo Khánh và nhân dân địa phương đã phát tâm xây dựng ngôi tổ đường và điện mẫu. Sau gần 4 năm thi công hết sức khẩn trương, hai công trình đã hoàn thành viên mãn trong sự hân hoan của đông đảo chư tôn, đức tăng ni, nhân dân trong làng và quý khách thập phương. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, mạng Wi-Fi công cộng giúp chúng ta thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm thông tin, học tập ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà mạng Wi-Fi miễn phí mang lại thì có rất nhiều mối nguy hiểm nếu như bạn không sử dụng đúng cách. Đánh vào tâm lý nhiều người có thói quen hỏi mật khẩu để truy cập vào các trang mạng Wi-Fi miễn phí tại các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, đối tượng lừa đảo sẽ dụ dỗ người dùng truy cập vào website lạ có mã trúng thưởng. Nếu tiếp tục truy cập theo chỉ dẫn sẽ dễ dàng bị nhiễm mã độc, ẩn chứa vô số rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cá nhân và túi tiền của người dùng. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng di động cần luôn cảnh giác khi truy cập các hệ thống Wi-Fi mới, đặc biệt là tại địa điểm công cộng. Trong trường hợp gặp các thông tin lạ, người dùng nên bỏ qua và đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như Wi-Fi tại nhà, ở công ty hay mạng 3G, 4G từ điện thoại. Thông tư 05 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định nêu trên, thời gian ôn tập kiểm tra hết môn và nghỉ lễ để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đảm bảo đạt được mục tiêu hạng B1 chương trình đào tạo thường xuyên và đối với hạng B2, hạng C là trình độ sơ cấp. Số học viên được quy định trên một xe tập lái hạng B1, B2 không quá 5 học viên và hạng C không quá 8 học viên.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Merchant Learning của Viện Dầu khí Việt Nam VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày 4 tháng 4, giá xăng bán lẻ dự báo sẽ tăng từ 0,6 tới 1,2% và Liên Bộ Tài chính Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut. Dự kiến mức tăng từ 160 đến 290 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức là 23.910 đồng một lít và xăng RON 953 24.970 đồng một lít. Trong khi đó, dự báo giá bán dầu hỏa và dầu diesel kỳ này tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Trong đó, giá dầu diesel giảm về mức là 20.651 đồng một lít, giá dầu hỏa giảm về mức 20.696 đồng một lít. Với 5,15 triệu tấn CO2 từ rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Việt Nam có thể thu gần 1.300 tỷ đồng nếu đơn vị mua trả 10 đô la Mỹ một tấn tín chỉ carbon theo thỏa thuận. Theo báo cáo về thị trường tín chỉ carbon rừng của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được Thủ tướng giao triển khai hai thỏa thuận chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, thỏa thuận về chi trả giảm phát thải khí nhà kính Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2022-2026 đang được Bộ đàm phán với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp. Theo đó, Việt Nam sẽ chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng vùng này với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ một tấn CO2, tương đương với tổng giá trị là 51,5 triệu đô la Mỹ, tức 1.277 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4, miền Bắc vẫn còn các đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên, hầu hết là các đợt không khí lạnh yếu và lệch về phía đông, mang theo nhiều hơi ẩm, vì vậy chủ yếu gây mưa dông nên nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh. Tuy nhiên, mưa dông diện rộng có thể xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc trong những đợt không khí lạnh tràn về. Cục bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to. Đặc biệt tháng 4 và tháng 5 là thời điểm giao mùa, các đợt không khí lạnh tràn xuống sau những ngày nền nhiệt cao dẫn đến sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin quốc tế, tiếp tục cập nhật về trận động đất mạnh xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc sáng ngày 3 tháng 4. Chính quyền Đài Loan cho biết đã ghi nhận nhiều người thiệt mạng trong vụ động đất. Trong khi đó, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, nguy cơ sóng thần do trận động đất hiện đã không còn. Nhật Bản cùng Philippines cũng đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Chính quyền Đài Loan xác nhận đã có 4 người thiệt mạng tại các khu vực vùng núi và khoảng 20 người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của thiên tai đang được nhanh chóng triển khai. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin có gần 100 người bị thương trong vụ động đất. Cùng ngày, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần và nối lại các hoạt động tại sân bay Naha ở Okinawa. Nhà chức trách Philippines cũng có động thái tương tự. Trước đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho rằng nguy cơ xảy ra sóng thần đã qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã chỉ thị các bộ ban ngành nước này cần thực hiện các chính sách và biện pháp để đảm bảo đưa Nga nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, xét về tổng sản phẩm quốc nội GDP theo sức mua tương đương. Trong nội dung chỉ thị, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ cần nâng tổng giá trị gia tăng trong ngành chế tạo và sản xuất lên thêm ít nhất 40% vào năm 2030 so với mức của năm 2022. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu giảm tỷ trọng của ngành nhập khẩu trong cơ cấu GDP xuống mức 17% và đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng không thuộc ngành tài nguyên và năng lượng lên tối thiểu khoảng 66%. Theo kế hoạch, vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, chính phủ Nga sẽ báo cáo Tổng thống Putin về tiến độ thực hiện chủ trương nói trên, sau đó làm báo cáo hàng năm trình lên Tổng thống. Một trong những cuốn sách cổ nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay đang được trưng bày và chuẩn bị đấu giá. Theo nhà đấu giá danh tiếng Tretti của Anh, cuốn sách cổ này đến từ Ai Cập và xuất hiện từ thuở sơ khai của Cơ Đốc giáo. Cuốn sách bao gồm 104 trang, được biên chép bằng tiếng Copt của Ai Cập cổ đại trên chất liệu giấy cói. Các chuyên gia cho biết, cuốn sách có niên đại từ khoảng năm 250 đến 350, trước cả thời điểm bản thảo Kinh Thánh ra đời. Toàn bộ nội dung cuốn sách được một người ghi chép trong khoảng 40 năm tại một trong những tu viện Cơ Đốc giáo đầu tiên ở vùng thượng Ai Cập. Đây là một trong những bản thảo phụng sự Cơ Đốc giáo đầu tiên và phục vụ cho ngày lễ phục sinh. Các chuyên gia của Christie cho rằng việc cuốn sách được giữ độ nguyên vẹn cho đến bây giờ là nhờ điều kiện khí hậu khô giáo đặc trưng của Ai Cập. Đây là một trong số rất ít những cuốn sách từ thế kỷ thứ 3 và thứ 4 còn tồn tại cho đến ngày nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.